nguyên tắc như thế nào về thì đều có thể nhảy để tăng bằng từ từ sau. Làm được các động tác cơ bản và xử lý được một số cái phóng thuật lớn. Đây từ từ các cái này. Làm được các cái sâu, được các cái mũi sâu. Sâu được các cái mũi sâu cơ bản. Và thứ nhất là câu mũi lời. Câu mũi lời là sau rồi từ mũi. Bây giờ các bạn cụ thể bài đầu tiên là mở và đóng thành một. Đặc điểm của một đường rạch tốt, đường rạch đó đi đến các tạng cần can thiệp. Đường rạch đó ít làm tổn thương đến các mạch máu thần kinh và cơ. Đường mạch đó có điều kiện để mở rộng thêm và sau khi câu thì đảm bảo chắc và sẹo đẹp. Đến các tạng cần can thiệp, như là thầy nói, mỗi cái nơi khi đường này mà tốt là ít làm tổn thương đến các mạch máu thần kinh cơ, đường mạch gần đến gần các tạng. Phải nói ví dụ ở đây cái đường có các loại đường này, cái đường trắng lớn đến rốn, các loại đường này, đường trắng dứa trên rốn, đường trắng dứa dưới rốn, đường trắng dứa ta làm một đường này là trên rốn, đường này dưới rốn, còn làm một đường từ mũi ức mà dưới này là cả trên mà dưới rốn cái gì đó. Trên xuống đây và nó vòng qua rốn mà đi xuống đây là cái đường trắng giữa trên và dưới rốn. Thế cái này ta nói rồi, cái đường rạch tốt là cái đường rạch gần đến các cái tạng mà ta mổ. Ta nói ví dụ ở đây đường trắng giữa trên rốn thì ở dưới nó có cái tạng gì, cái vùng thường vì các em cảm nó rõ là tạng gì, phân khu vùng vùng nó nói rồi, vùng gì cái vùng gì. Dạ. Gì nữa? Dạ, chúng ta học cái bài gì mà nó cũng ở vùng thượng vị. Dạ, đã tràn rồi không rồi gì nữa? Vì năm trái gì nữa? Kéo ra năm bên này thì vì năm trái gì nữa? Cái gì mà đau lăn lộn đau giọng mông,
thời hậu thời không? Đường đường mà ông mặt chủ vui vui ông mặt các em biết vừa đọc cái bài này thì rồi cái gì nữa mà bệnh nhân khi bị là cũng giảm thở và đau vậy vậy tùy tùy nha ông mặt để các cái loại mà nước vào là vào cái dài dài đằng dài đâu mặt chủ cái nước vào đây rồi lách không mà chủ qua đường dưới rốn thì vào bàng quang tử cung và một phần ruột non và đại tràng đường đen dưới rốn thì chúng ta toàn bộ là các cái loại như này đường đen thẳng các cái đường đen chéo. Thứ nhất là đường ở bên hạ sườn phải. Đường đại tràng sườn trái. Hạ sườn phải thì vào gan, sườn trái thì vào lách. Bổ trọng phải thì vào. Có cái gì đây các bạn? Luôn. Bức thường. Đặc biệt hỗ trợ phải có cái đường hay này là đường mắt hôm nay là cái đường này đường mắt hôm nay là cái đường gì các bạn thấy không là cái đường lối ra dòng nước lên đến rốn nữa 1/3 ngoài kia cái này ba phần như vậy là cái đường cung cấp cái đường này còn gọi là đường mắt hôm nay anh mổ được thừa. Và cái đường rạch thẳng có thể có những cái đường rạch thẳng bờ ngoài cơ thẳng to và các cái đường rạch ngang thì ít khi sử dụng. Tuy nhiên đấy các bạn đấy khi mà cái một cái đường rạch tốt là đường ít tổn thương mạch máu thần kinh và cơ ngay từ đầu. Thế những đường rạch thẳng đặc biệt là rạch ở cái đường đắng dưa trên rốn hoặc là đường đắng dưa trên dưới rốn hoặc là trên và dưới rốn là cái đường tốt nhất các biết sao không? Là ở đây đường đây là đường đắng dưa thì ở hai bên là có cơ thẳng bụng. Cơ thẳng bụng thì nó tiếp giáp với nhau bên này cổ cơ bên này cơ cân ở dưa cái đường đắng dưa ít tổn thương mạch máu ít có thận mạch máu thần kinh mà cơ nghèo là ngay giữa đường tốt nhất. Còn những đường mà đường rạch ngang thế này thì ưu điểm là vào tạng gần can thiệp ví dụ như mổ gan chẳng hạn thì ta mổ ngay đây cắt được bao tạng gần can thiệp là đường rạch tốt nhưng nhược điểm của nó là cái gì nó cắt ngang cái này cắt mất gì mạch máu thần kinh và cơ cắt cái nhảy còn cái này ưu điểm của cái này là vào gần cắt lại nhưng mà nó lại có cái nhược điểm là gì cắt mất đi ngang này là cắt mạch máu thần kinh và cơ. Chính vì vậy có những cái đường mà rạch ngang này sử dụng ví dụ như trước đây khi mà ta mổ cái thủy đăng cái mà nó mổ đường đắng dưa thì ta kéo cái này sang bên đây ta xử lý cái này thế nhưng mà ví dụ cái tổn thương vỡ gan chẳng hạn thì nó mà đơn giản thì ta kéo sang người ta xử lý cái khâu gan ngay được nhưng mà giờ nó rất phức tạp anh kéo răng đây không thể nào mà gì nó làm quả mán như phía trong được thì người ta có thể thêm một đường rạch ngang nữa thêm một cái đường rạch ngang đấy cái này thì rạch dọc rồi lại thêm một rạch dọc này rồi giờ lại thêm một cái đường rạch ngang để lật cái phần này lên và ta xử lý đi cái gan thế nhưng mà nhược điểm của nó là gì cắt đứt mất mà bắt buộc phải làm cái nhiều tí cũng được mà để cứu sống bệnh nhân thì người ta lại kéo cái này lên gọi những đường này trước đây người ta còn gọi là đường kè
đường ghe tức là đường chữ T này. Vừa là các em đang đi bệnh viện mà khi nào mà nói cái thông chữ T và thông ghe là cái thông chữ T thì đưa vào cái ống mật chủ, nhưng mà đấy là bên trong cái đường này là đường chữ T thì tùy đã nói chuyện này. Bây giờ ta vào cụ thể một cái bài là mở bù theo đường thẳng dưa trên rốn, vào một cái bài cụ thể. Và hay nhất là bởi vì đó lúc đầu vào bệnh viện chỉ thấy mỗi ba
mới gặp đầu tiên đó, đưa cái lưỡi dao cho bệnh nhân khám, cô cũng khám thì cũng đi vào. Vậy anh thầy mà anh lớn đó thì anh chờ cái thì nói anh bỏ đi đâu mất tiêu, ở đây đi mua y ba bắt đầu học tiểu tướng, bắt đầu là khám từ cơ năng thực thể để hỏi rồi thực thể sờ hắn rồi đi xem. Cháu nói ơi giờ bác rồi bây giờ là này có cái giấy làm xét nghiệm á, cũng thấy ông y ba kéo đi về nhà thì đẩy xong thì y ba bình thường kéo đi, kéo xong rồi lại kéo về. Kéo về có kết quả rồi bắt đầu là để kéo sang siêu âm, là những ba kéo đi, là để kéo về. Bây giờ có kết quả là chuyển phòng mổ, là cũng mong y ba kéo đi. Ủa chắc muốn bác sĩ này còn, không muốn bác sĩ ba. Thế nhưng mà đến khi mà bác sĩ ba kéo bắt đầu vô là vô trong cái chỗ thay đồ các thứ thì các em có thể có vai được vô. Thì khi mà mở ra để mà cởi hết rồi, khi mà đưa lên phòng mổ để mà chuẩn bị mổ bắt đầu mới thấy lông lá rồi cứ chuyển điều, tức là nói cạo vệ sinh này là để là cạo lông ngu chứ đâu phải cạo râu đâu, mà lông lá vòng tròn thầy dưới ở lên, vì cái này thầy phải đi, thầy toàn phải đi vì học liên quan học trò mình, thầy cứ đi hỏi rút từng người một nó mới biết cái chuyện như thế này, mà người ngoài khác không để ý đâu. Chứ từ cái chỗ bây giờ thì có những người làm đấy đủ mới báo là có chuẩn bị trước mổ, thậm chí khi mà mổ chân mà lông nhiều trong chấn thương cái lông chân nó nhiều anh phải vệ sinh mình cạo sạch trước đó, phải làm cái này phải làm đầy đủ trước, còn khi về trong trong mổ là chỉ có sát trùng thôi, sát trùng xong rồi biết sao là khi rồi chửi ổng này người này chỉ người kia bảo thằng y ba chửi thôi chuyện đã rồi thì giờ sao được, chả làm gì các em cũng trừ điểm các em có thi cử gì đâu mà được, chửi chán đấy thôi. Thế xong rồi ông y ba là ông vào là vào ban ngày vào ông vào cũng vào đó trước vào đó cũng thay đồ mổ đồ miết các thứ mặc cái đồ cũng cái đồ mổ mà đồ trong phòng mổ á cũng áo xanh chay hồng hồng, ông vô ông đứng xem. Ông xem thầy mổ được xong rồi đến lúc thì mà đau bụng, bây giờ nói bụng ở bụng thôi, thầy bắt đầu vào là làm gì, là bệnh nhân nằm ngửa rồi phẫu thuật viên đây đây hoặc mê mê xong rồi các gì kỹ thuật ba mổ coi chán rồi. Đến kia là đến cái kỳ mà đóng mồm là ông y ba bỏ ra ngoài, thế là người nhà xuống hết, bác sĩ có sao không nhà từ khi mà vào cho đẩy mưa đẩy tất cả mọi thứ đến mổ trong này không đến mổ cũng không hả à? Sau rồi là ông ra ông bảo đi ra bắt đầu phức tạp cái gì mà nhân ông đi ra thôi phức tạp là người nhà quay hỏa ngồi cũng chả biết đến thế có sao mà gì bảo là nhưng mà xử lý được rồi thế mà vấn đề thôi mời bác sĩ đi xuống nước đi uống nước cái gì đó lúc đó là cái này của mình là làm năm mổ đã câu đang đóng bụng đâu ra kịp đâu ra mà đứng làm những việc khác đến hỗ trợ về nhà thế đông khoai hồn chán rồi là vậy ra mà thế là bắt đầu mà đã có sinh viên gần như vậy cũng gần như khoản nào cũng có chứ không mà mấy chục năm nay rồi vẫn tồn tại chứ không thế bắt đầu phức tạp và cũng đã có người là xong rồi chứ chứng minh thế này mà cái anh và chú Tô á là cũng đã bị kiểm điểm cũng bị kỷ luật về cái chuyện mà lợi dụng bệnh nhân này đấy. Thế xong rồi là thấy người ta quý mình về nó bắt đầu là gì đến giúp đỡ xong rồi bắt đầu mới hẹn ra cái này là mua thuốc này cái này mua cao kia, tức là toàn nên vậy dạng nó không có tốt trong tháng một đồng thì lấy 100 đồng nên bắt đầu xong khi mà nó tiền truy ra thì bắt đầu đổi học, thế là nhiều cái vấn đề nên thầy nói chuyện này. Thế nên tại sao thầy đã là y ba giỏi nhất là giờ đó là cái gì cũng biết nhưng ngược lại cũng có tức là nó hay thích và khi những cái anh mà giáo sư là thông thường là ở năm thứ ba chứ còn lên càng lớn thì người ta càng sợ càng như thầy nói đi làm cả cuộc đời hết mà đến khi mà bị tai biến bị chứng tai thì người ta thương sợ người ta không nói như thế rồi bây giờ mở bụng như thế nào
thì một rạch da bắt đầu từ mũi ức, theo đường cắn dưa đến lối lúc đầu và kết thúc thì dừng cái dao lên. Bởi vì sao mà cái đường rạch như thế này? Đường rạch thường á, là ít vừa để các em thực hành. Thực hành mở bụng thì mở ra rồi, nhưng mà ở ngoài á là xong rồi, càng vào trong á là cái đáy của nó là chỉ có ngoài cái động này, mà dưới này đáy nó nhỏ. Càng vào trong các bạn càng sợ, rạch nó lại cứ thu lại dần, cho nó đường rạch này nó phải gì ở ngoài sao thì dưới này là như vậy, nó phải bằng nhau nên nó mới vào phẫu trường được. Vì sao như vậy? Mình dừng đứng dao ở khi đầu bị mổ và cuối bị mổ là như thế, rạch cũng thế, là để trong ngoài đường bằng nhau. Tiếp theo là rạch cân giao đường rạch da, rồi sang mở khúc mạc. Cái này lưu ý, khi mà tổn thương ở vùng có thể là mũ căng cứng dướng lên, nó nói ví dụ cắt một chẳng hạn, căng phòng răng, thế thì rạch da, rạch cân cơ rồi, lớp da cân cơ, lớp thứ ba là lớp rất quan trọng là khúc mạc ở trong, thì các bạn phải làm cái nếp khúc mạc, làm cái nếp ra đây. Phải dùng dao cắt ở giữa 3-5 cm, đi lên trên thì dùng kéo cắt, đi xuống dưới dùng ngón giữa và ngón tay trỏ dâng lên và dùng dao dao rạch. Ở chỗ này các bạn lưu ý dùng dao không dùng kéo, nó sai một tí và các bạn phải sửa lại. Xuống dưới thì dùng dao, lên trên dùng kéo. Vì sao phải làm như thế? Khúc mạc là quan trọng như thế, nếu không á, chủ quan là bây giờ cái vùng cái quay ruột nó dướng lên đây rồi, ông rạch tới lớp khúc mạc, ông không làm nếp khúc mạc, ông chủ quan ông rạch một cái sau mới nữa nghe cái bụng xì, tôi ăn may rồi. Thế vì sao? Là vào có thể là lúc vào gì? Vào cái tảng bên trong, vào rách ruột non rồi, rạch cái rạch mở thành bụng, bây giờ ông làm thủng ra ruột luôn, rất là nguy hiểm. Rồi cái dịch trong ổ bụng nó bẩn, nó đủ thứ chuyển nào ra trong này, nó rất là nguy hiểm, là nó gây nhiễm trùng, gây đủ thứ chuyển vân vân. Thế thì phải lưu ý là khi mà làm, mà cái này thầy cũng nói luôn các em là, nhưng mà kiểm tra kỳ thi lâm sàng, kỳ thi thực hành như là có đấy. Nói em mở bụng mà em làm tốt các thứ, mà đặc biệt những người mà làm được cái nếp khúc mạc để lên lên xuống dưới là tốt, là bởi vì các em cái lớp khúc mạc rất là mỏng, và khi các em mà đã làm được cái nếp khúc mạc này ấy, thì đó là đã đến trầu đó rồi, lên lên xuống dưới là tốt. Mà các bạn vì mỏng do đó là các mở bụng là các bạn sợ rồi, các bạn cứ gạch chả bao giờ thấy đâu cả. Gạch mãi có 30 phút mà cũng gạch, sợ làm quá thì đứt. Do đó là gì? Thầy nói rồi, tới khúc mạc rồi thì làm nếp khúc mạc. Rồi ta cắt cái thì đi lên trên xuống dưới. Cũng nguyên cái chuyện mà làm nếp khúc mạc này mà cái giai thoại mà thôi sau này cũng hỏi thầy nói là cũng có, nhưng mà cũng tiến độ như vậy. Giáo sư Tôn Văn Bách là con của giáo sư Tôn Thất Tùng, cái người nổi tiếng nhất Việt Nam về ngoại khoa, đặc biệt trong gan mật, giáo sư Tôn Thất Tùng. Là các bạn cũng đã nghe con của giáo sư Tôn Thất Tùng là giáo sư Tôn Thất Bách. Khi vào đi hồi trước người ta nói giai thoại là ông Tùng cũng là về ngõ Bách, nhận là mổ cái bụng rạch đi để mổ mặt, mà ông cho một tờ tập tờ giấy của Nguyên dùng cái dao nói rạch đúng hai tờ là đứt hai tờ, tờ thứ ba còn nguyên, hoặc là nói rạch bốn tờ thì phải để tờ thứ năm lại, tức là biết cái cảm giác để mà vào đấy là cái chỗ khúc mạc để rạch cũng mạnh, nhưng mà lại không có rạch khúc mạc, mà phải tập như thế, tập trên cái tờ giấy dùng dao rạch. À, như các bạn đây tập cũng lâu chơi sao tập được, các bạn giờ tôi đừng nói để cho các bạn làm một tập này, các bạn rạch đứt hai tờ, không được đứt tờ thứ ba đấy, thì cái đó thì sau hỏi với cái giai thoại này sao hỏi thì nó có hỏi thì không, thì nó cũng nói có quá, nhưng không đến độ như thế, mức độ như vậy cũng có tập, nhưng mà cũng bạch vài ba lần thôi, trong mấy ngày nào ra đưa ra cái này, tức là nói cái chuyện đến là làm nếp khúc mạc. Rồi xong thế bây giờ đóng mình cùng. Rồi có bạn hỏi như thế, tại sao mở ra rồi đóng lại à? Không làm gì à? Thì không, đây là cái bài mở và đóng mình cùng. Đương nhiên sau khi mở cùng ra phải làm mình cùng, mình đóng vui rồi.
tự nhiên đang ngồi để bảo mình lên làm gì lên để mở bụng ra thì coi trong ngôn ngữ ra thì nó xong rồi để đóng lại thì chúng làm gì à? Nó vì sao làm học có bao câu một cái tay như có ai mở ra đóng lại. Thế thì các bạn lưu ý là phải tìm xử lý xong đóng lại. Tuy nhiên có những trường hợp không làm gì, trong trường hợp nào mổ thăm thăm dò hiện đại như thế, tốt như thế, nhưng mà không phải tất cả mọi thứ đều chẩn đoán chính xác rồi mà người ta thảo luận chán rồi mà vẫn bệnh, người ta có bệnh mà vẫn không hiểu ra là cái bệnh gì cả. Thôi giờ hội đồng thống nhất mở thăm dò mổ bụng ra xem nó là cái gì. Cho nên là những người đi ngoài như thầy ấy, là thầy thích đi ngoài khoa là vì vậy. Hồi đi học là các thầy đều dẫn nhiều lắm, mà bên nội khoa thì những người nào mà lý lẽ tốt, người nào mà nắm nguyên thông nguyên sâu thì để giống như luật sư thì thật, còn anh nào với lý thì thua, mà chưa chắc là đúng, thắng nhưng mà chưa chắc là đúng. Chứ còn ngoài khoa cũng đại ý luôn thắng, mà cuối cùng là biết đúng thua là có trọng tài ngay mở ra xem anh nào đúng anh nào đọt anh nào sai, mặc dầu là như thế. Có những trường hợp mở ra không có vấn đề rồi đóng lại, nhưng mà ít hiểu chứ không phải nói như vậy đâu. Còn ở đây là ta cái bài của nó là gì, mở ra xong rồi đóng lại, làm xử lý xong xuôi rồi đóng lại. Thế đóng bùng thì như thế nào? Đóng bùng thì có thể làm cái gì, đóng một lớp, đóng hai lớp, đóng ba lớp. Bây giờ đóng bùng một lớp là thế nào? Đóng bùng một lớp là một lần câu, đóng hai lớp là hai lần câu, ba lớp là ba lần câu. Đóng bùng một lớp là một lần câu, là từ ngoài da cho vào tới khung mạc, da cân cơ khung mạc làm thành một lần câu. Cái câu cái này thông thường là những trường hợp bị nhiễm trùng hoặc cái thành bùng yếu hoặc một thứ hoặc là mổ lại vân vân thì nó bục sổ bục đáp lại thì người ta câu như vậy để chống nhiễm trùng. Ngoài chống nhiễm trùng người ta có thể dùng bằng cái sợi chỉ thép. Chỉ thép là gì? Lấy cái kim để xoắn bạn xoắn lên chống cái bục chỉ thép. Thứ hai là chỉ kẹp lông, là cái chỉ mà bền, rất bền, chỉ bằng ni lông mà nó kẹp lông mà bền chắc. Đấy là một lần. Đóng bùng hai lớp là hai lần câu. Lớp trong lớp thứ nhất là gì? Cân cơ khúc mạc bằng chỉ không tiêu, cũng chỉ chắc với cặp lông. Lớp thứ hai ở ngoài là da. Đóng cùng ba lớp là ba lần câu. Lớp trong cùng là lớp gì? Cúc. Cúc mà phải cho co thì từ ngủ tươi ngồi này mình chán quá. Lớp tiếp theo cân cỡ. Lớp thứ ba ngoài là da. Như vậy thì lớp khúc mạc thì ta đóng bằng chỉ tiêu, còn cái cân cơ là đóng chỉ không tiêu, chứ nếu không là nó ngồi đây là nó sổ ruột ra mà đóng cái thao mà. Cũng nhân cái chuyện này để thầy nói rằng là cũng cái có mấy cái lớp vừa học vừa đi xong cũng đi ba chúng ta cũng đóng cùng ba lớp, cũng đóng cùng ba lớp, nhưng mà để đóng mà da đóng lớp ở những lớp rau đóng rau cũng ba lớp. Lớp đầu tiên là da, cân cơ để cung mạc. Đi. Thầy nói như vậy để các bạn để ý, chứ không phải là nói tôi ông bây giờ mắt kém rồi thì cũng thầy này thì cũng hiểu gì cũng được, không phải đâu. Mà đến khi phải đến khi sau rồi là thắc mắc tại sao em làm như bạn mà bạn được 6,5 mà em được có 6, ví dụ thế. Rồi nhiều người kiện thưa kiện lắm, tại sao làm những bạn hoặc tại sao đó bạn làm không được mà lại như thế thì em biết. Thế thì nó lại đòi ra một điều gì các bạn biết không? Tại sao làm những bạn được? Chứng tỏ là gì? Copy. Được không? Hai người giống nhau ấy là chỉ có mặc dù là có cái không có thật, nhưng mà chắc chắn là không thể giống nhau được. Bài thì cùng bài, nghe giảng cùng bài, nhưng đi làm thì có những cái khác. Nhưng các em này lý luận như vậy thì chắc chắn là lớn như vậy không có biết à. Bây giờ không thì không sao biết làm giống bạn. Cái bạn kể
Bạn kể cho bạn có biết thì ông chồng đâu mà biết. Do đó là hãy thắc mắc điểm tình ABC mà thầy cũng phải nói đâu mà nó phức tạp lắm. Bây giờ các em thì mà nhất là lớp thầy cố vấn, thầy nói luôn tất cả các môn chúng giả như con này. Lớp ta chắc cũng đã có người xin phúc khảo rồi, bởi vì không có mạng phúc khảo, cái đó là quyền bình thường, không có vấn đề gì cả. Nhưng mà không phải các em phúc khảo xong là đến là thầy chấm cho thầy quay lại bài, nếu mà bài mà thầy có một cái cộng điểm sai, cho từng câu điểm sai, cộng lại sai các thứ, xem lại cũng chưa bình thường. Nhưng mà hầu như là không ai mà thay đổi được điểm. Không ai mà 76 với 5 cho 7, 7 với 5 cho 8, ví dụ đấy, nặng lấy nửa điểm. Thầy trước đấy, không biết là các bạn thì kết quả đến nào. Thế thì chứng tỏ mà là như vậy, chúng ta ở chỗ là các em, trước khi các em lên đơn lên cậu tí, cậu tí họ mới gọi giáo viên, của nhất tí, cảm ơn là ok, nhất tí rồi, thì bắt đầu mới lục, mà trong cái kho các em lên khi, cảm ơn cái kho này, cái chấm xong rồi cho vào một cái túi, một cái kho. Các hàng trăm đối, hàng chục ngàn bài, bắt đầu đi lấy, tìm cái đó ra, bắt đầu đi tìm. Nó vất vả như thế nào, nhưng mà phải làm. Nhưng mà cái cuối cùng kết quả là nó không, bởi vì có những cái, như thầy nói vừa rồi, các bạn cứ tưởng tượng rằng nó là về làm thế, nhưng mà để những cái sai cơ bản, từ đầu đến cuối là được, nhưng mà cái cuối cùng ngoặc lại, thế cũng nhận hết. Thành ra là cũng có những người bị trừ điểm như vậy ở trong, bởi vì các bạn học cũng chắc mà trong y là không có lâu hơn đâu. Thầy này nói lại câu chuyện giống như là gì, trong đông y vừa nó ra lại mà ông làm các đấy là học đông y đấy, tức là có cái bài bài thuốc phúc thống phục nhân sâm, tức là bệnh thiên đầu thống thì dùng nhân sâm. Thiên đầu thống tức là bệnh cao huyết áp, trong đông y gọi là thiên đầu thống. Thì nếu là mình cho dễ được thì cho dễ học sinh học viên cho dễ nhớ dễ được thì trang thứ nhất là phúc tổng phục nhân sâm. Ông học thời gian đó và dở ra sau ra là gì, tắc tử. Thiên đầu thống mà dùng nhân sâm thì chết, tắc tử có nghĩa là chống chí đi. Thế các bạn này có nhiều bạn đó, tí nữa thì nói có nhiều bạn đó là làm về tốt lắm nhưng mà tự nhiên là vẽ cái hình cho ngược lại, tí nữa thì nói cái nỗi dài dài ông tràng thì nó đi theo hình chữ vi mà khi các bạn vẽ là nó ngược lại omega, như vậy nó tổng ngược chết thôi, mà cái đó không dạy là nó không lý thuyết cho nó cái mơ 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 mà. Thế còn các em đó thì riêng về lớp thầy cố vấn này đề nghị các bạn thế này, các bạn được quyền đi lại. Thì các em biết cố vấn nói luôn, cái nào chắc chắn được nhiều điểm thì mình làm đăng ký thi, còn nếu không, một là không đăng ký, hai là đã làm lỡ rồi biết đường nào đó, nhưng vào tưởng mà đúng mánh đúng tủ thì ok, nhưng mà giờ đúng tủ mà đúng lệnh tôi thì như vậy chấp nhận, mà chấp nhận thì các bạn biết rồi, mà thầy chấm bài nhiều đấy là cái của các bạn là từ lên đấy, tự nhiên là được cũng khá khá rồi, mà nếu được thì chắc được 5 điểm ví dụ thế, thì coi như gạch bỏ luôn, coi như lấy điểm zero để lần sau thi cải thiện, thi đúng rồi cải thiện cái này thì lại chắc ăn luôn. Cái điểm dư dở là điểm gì các bạn biết không, điểm mà không được thi cải thiện á, điểm gì, điểm C, điểm F hả, điểm D, điểm C, điểm F. F là visa đi lại rồi. Điểm gì? Điểm D từ 4,5 cho từ 4 từ 3,5 cho đến 5,5. Là cái điểm đó là điểm gì? Điểm đó thế qua. Nhưng mà nó lại vì cái giới hạn về tiếng gì? Thế sao? Cảnh báo. Cái này thì là nghiên cứu các em không được thi lại. À quên, được thi lại hoặc là không thi lại là quyền của các bạn là tốt. Có thể thi lại là lấy điểm cải thiện, hoặc là không thi lại là lấy tùy các bạn, đúng không? Các bạn lấy điểm cải thiện thì tốt.
chứ đừng giờ dở hết là điểm C, A, B, C, B, D, điểm C mà các bạn muốn lấy cao hơn nữa là không có được, là muốn thi cải thiện điểm là không có được. Thế thì chắc chắn những người mà gạch lại để mà thi lại là người ta rất là biết rất khả năng học rất tốt, nhưng mà vào cái chỗ đó người ta không muốn lấy cái điểm đó nữa thì như vậy là người ta bỏ luôn để mà tập trung vào lần sau để thi lại cái môn đó thì như vậy tốt hơn. Chứ nó mà ương dở dở nó cũng khó, mà cái điểm D thì nó lại là gọi là cái điểm giới hạn, chứ không phải cái nào lên là qua là lên là lên sau. Thì cái đó thì chúng ta thầy trò các thầy nghiên cứu làm sao mà tốt nhất mà thoát ngoạn mục nhất, thi thử mà một lần mà nó lên được hết hoặc các cái phần làm sao mà tốt, mà không phải là qua đó. Thầy cũng rất mừng và khởi là năm nay thì chưa thấy lớp học về cái kiểm điểm về cái đó. Thế nên thôi bây giờ đi học cũng phù hợp cho học. Tiếp tục. Rồi đã muốn nói vậy là các bạn hiểu rồi, mới ra được thì một lớp là một lần câu, hai lớp hai lần câu, ba lớp là ba lần câu, câu một lớp là một lần câu từ ngoài vào trong, các em từ da cho đến khúc mạc. Hai lớp thì lớp thứ nhất là cân cơ khúc mạc, lớp thứ hai là da. Ba lớp thì lớp đầu tiên là khúc mạc, thứ hai cân cơ, thứ ba là da. Các bạn rồi bây giờ sang cái kỹ thuật không trên lòng con nổi trên lòng chiêu hóa. Cái thứ nhất là đường không phải ký, mà như vậy là trung bình 1 cm 30. Cái thứ hai là chắc, không bị mục chỉ, tổ chỉ. Cái thứ ba là đường không này là nó muốn chắc, không mục chỉ thì nó phụ thuộc vào tình trạng của phẫu thuật ống tiêu hóa. Ví dụ như một cái dao thái lan mà đâm vào vây ruột non, rách ruột non ra thì nó không lại, nó có vấn đề gì cả. Tình trạng nó chắc chắn là thôi. Còn một loại nữa là gì, ví dụ như viêm ruột hoại tử, nó đâm đâm cái thành ruột rất là kém thì như vậy phải để ý là bởi vì khi cắt cái đoạn ruột hoại tử nên nối lại thì mới tiếp tục, đấy là phải lưu ý. Rồi tình trạng nhiễm trùng của phẫu thuật, kỹ thuật câu và kinh chỉ sử dụng, kỹ thuật của phẫu thuật viên. Đây là cái hình mà cắt nối các kiểu câu. Cái này em có trên mạng đó rồi. Không bắt thì ưu điểm là nhanh, kín, áp lực giảm đều trên đường câu. Nhược điểm là rối loạn dưới máu, thế là mẹp tổ kính, chặt quá thì những cái hoại tử mà lắng thì nó chảy máu. Không vui lời thì đường câu mềm mại, dễ co giãn dễ dàng, câu được những cái tổ kính ống tiêu hóa to nhỏ khác nhau. Cái phụ nề ở đường câu và câu được ở những cái ký cái phụ nề đường câu những ruột to nhỏ khác nhau, nhược điểm nó mất nhiều thời gian. Ở đây thầy muốn nói tại sao câu khi câu bắt là nhanh, áp lực tràn đều, tại sao trong câu hết câu bắt hết đi nhưng mà không bắt thì bắt buộc phải câu hai, hai lớp mà hai lớp lại hai lần câu, câu như thế nào để tính được các bạn? Bởi vì nếu có một lần câu thì nó tuột đi, lý do gì đó nó tuột một gì này thì coi như cung hết cả đường một. Còn câu nhanh áp lực bây giờ này, còn cái câu mũi rời thì giờ nó có tuột một mũi nữa thì còn có hai mũi hai bên, nó không tung này. Và câu vắt, chính vì vậy câu vắt bắt buộc phải hai lần câu, một lớp này thì còn một lớp nữa phủ lên, còn câu mũi rời thì có thể chỉ không một lớp. Chính không một lớp là một lần câu cho nên nó mềm mại, giải khổ. Bây giờ các phương pháp câu ống tiêu hóa,
đang vẽ một cái quay luôn. Khâu một lớp là một lần khâu, khâu cầm máu trước bằng các mũi dương lích và khâu mũi rời, khâu lớp cơ và lớp dưới niêm mạc và niêm mạc rồi vào trong là khâu một lớp. Khâu hai lớp là hai lớp lần khâu, lớp đầu tiên là khâu toàn thể, toàn thể tức là khâu cả bốn lớp cộng chùa. Cái ống tiêu hóa như thế này, cái thứ nhất lớp từ ngoài vào trong là gì? Thanh mạc. Lớp tiếp theo ở dưới thanh mạc là cơ. Lớp này là lớp dưới niêm mạc. Và lớp trong cùng này là lớp niêm mạc. Đây là ống tiêu hóa. Nếu nó từ trong ra ngoài thì lớp trong cùng là lớp niêm tiếp, dưới niêm tiếp, cơ và thanh mạc là có lưng như thế. Thế khi mà nói khâu một lớp, các bạn lưu ý chỗ này nhé, nhầm lẫn trong khi khâu một lớp, hai lớp, ba lớp mà đóng tiêu hóa có bốn lớp thì nó lại hãy nhầm lẫn. Khi nói khâu một lớp là một lần khâu, cái này ta vừa nói rồi, một lần khâu như vậy thì nếu khâu một lớp là nó khâu từ khâu ống tiêu hóa là một lần khâu. Khâu hai lớp thì khi khâu cái này rồi, và như vậy thì nó sẽ được cái gì? Cái này nó kín lại, nó kín lại rồi. Thì trong này á là nó khâu một lần rồi, đây thì cái này rồi. Lớp thứ hai, lớp thứ nhất là khâu toàn thể, là khâu cả bốn lớp của ống tiêu hóa. Giờ khâu hai lớp thì lớp thứ hai là khâu thanh cơ, tức là từ thanh mạc đến cơ thôi. Thanh mạc và cơ, cái này các em hiểu chứ? Lớp thứ nhất là khâu toàn thể, tức là khâu toàn, khâu một lớp là gì? Khâu cả bốn lớp cộng tiêu hóa. Nếu là khâu hai lớp thì lớp thứ nhất là khâu toàn thể, rồi lớp thứ hai là thanh cơ, tức là thanh mạc và cơ thôi. Sao không tiêu hóa bốn lớp?
Ưu điểm là gì? Câu hai đó là được câu kín, câu nhanh nếu là câu mắt, không có đòi nhiều kỹ thuật. Nhưng mà nhược điểm đi chạy cùng là vì hai cái đó chồng lên nhau và dễ làm hẹp khẩu vị động tiêu hóa. Đây, cái này ta vừa nói xong, tất cả cái động tiêu hóa cấu trúc thì gồm có bốn lớp: thanh mạc, cơ, dưới niêm mạc và niêm mạc. Giờ kỹ thuật khâu khâu các lỗ thủng. Khâu các lỗ thủng. Ống tiêu hóa là bắt đầu từ đâu tới đâu các bạn? Đường thực quản cho đến ống mô trứng, trực tràng. Giờ mình nhân vì một cái lỗ thủng nhỏ, kể cái thủng dài dài và lỗ thủng nhỏ, thì ta khâu một mũi câu hình túi. Khâu một mũi câu hình túi là sao? Lỗ thủng vừa. Thì ta khâu trước mũi chữ X. Khâu theo mũi chữ X. Sau đó lại khâu một mũi câu hình túi vùi lại. Vùi lại. Cái vết mà rách ruột, nếu mà rách theo chiều ngang của ruột thì ta không vui rời vuông góc với trục của ruột. Sau khi câu xong buộc lại thì được như thế này. Nếu mà rách theo chiều dọc của ruột nếu mà ta lại khâu thế này lại thì nó hẹp cái khẩu vị của ruột, không được. Câu này dễ quá nhưng mà nó làm hẹp cái khẩu vị của ruột thì ta gì, nó biến cái rách dọc này thành rách ngang, dùng hai sợi chỉ hoặc là hai cái móc kéo ra thì nó được hình như thế này. Biến cái rách dọc này thành rách ngang, kéo ra và cũng khâu lại theo chiều vuông góc với trục của ruột. Đó, sau khi khâu xong thì nó cũng được một cái đường này. Biến rách dọc thành rách ngang, kéo ra rồi ta khâu ngang với không vô góc của trục của ruột thì được, nó không hẹp của mình của ruột. Bây giờ một cái đoạn rách nó dài hơn, to hơn, ta không thể nào mà biến cái rách dọc thành rách ngang như kia được nữa. Ta không có biến giống như cái bên này đâu. Ta không có biến như cái chỗ rách kia dọc thành rách ngang này được. Thì ta làm gì? Cắt luôn cái đoạn ruột này đi. Cắt luôn. Gọi là cắt một đoạn ruột ngắn. Cắt đoạn ruột ngắn thì ta cắt cái mặt neo này này. Cái này vừa để các bạn thực hành. Dọc theo bầu của ruột. Rồi xong là trước khi cắt ta kẹp. Bây giờ lên một cái quay ruột mà vừa rách to vừa rách nhỏ, rách ngang rách dọc, không ai biết gì đi làm kiểu này cả. Thì ta mới cắt luôn cả đoạn ruột dài, cắt luôn từ đây sang đây luôn. Bây giờ cắt một đoạn ruột dài thì cắt mặt keo theo hình tam giác. Cắt cái mặt keo này theo hình tam giác.
đỉnh là về phía rễ và keo, đáy là về phía bờ của ruột. Cái nhớ lại, cắt đoạn ruột ngắn thì cắt mặt keo dọc theo bờ của ruột ruột. Cắt một đoạn ruột dài thì cắt mặt keo theo hình tam giác, đỉnh là về phía rễ và keo, đáy về phía bờ của ruột. Trước đó mỗi bên tôi dùng 25. Cái này có thực hành đây. Mỗi bên dùng 25 gạt khuôn óc với đủ khuôn ruột. Dùng 25 kẹp vuông góc với đủ khuôn ruột. Sau đó rồi gì? Ta cắt động mạch mạc treo trước. Cắt một động mạch mạc treo trước. Sau đó rồi gì? Ta cắt cái đoạn này đi. Cắt xong rồi. Thì ta phải nối lại. Cắt xong rồi ta nối lại. Cắt cái đoạn ruột này ra và hai cái đầu này lại, ta đưa lại nối với nhau. Hai mặt thận lại nối với nhau thì gọi là nối thận thận. Cái là thận thận. Hai cái đầu thận này nối với nhau. Vì một lý do gì đó, ví dụ như là hai thận thận là ví dụ như ruột non nối ruột non, ruột già nối ruột già, hai cộng tính bằng nhau, các thế. Nhưng giờ ruột non mà nối với ruột già, một đầu to đầu nhỏ nối vào nó khó hơn. Như vậy ta có thể nối thận thận bên, tức là một đầu thận và một đầu bên gọi là nối thận bên. Cái mặt này là mặt tần, cái mặt này là mặt bên, thì gọi là nối tần bên. Thêm cái nữa, bây giờ nối tần bên người ta thấy rằng nó là cũng không an toàn, cũng an tâm. Mà mình muốn mở cái miệng rộng, mình nối ra cho nó rộng, thì ta lại nối bên bên, tức là nối hai mặt bên với nhau. Hai mặt bên này nối lại với nhau thì nối bên bên, và là nối bên bên thức ăn bây giờ khi dịch cao nó là đi ra theo hiểu như thế này, là nối bên bên bên. Thế nhưng nếu mà nối tần tần thì không phải đóng đầu ruột nào cả, nối tần bên ta một đầu tần ta đưa đây ta đóng rồi, còn một nối rồi còn một đầu nữa ta phải đóng rồi, còn nối bên bên thì phải đóng mấy đầu luôn hả? Hai đầu này bên hai mặt bên. Thế bây giờ đóng đầu ruột như thế nào? Trong lý thuyết là nó dùng kẹp nghiền mấy ô. Dùng kẹp nghiền kẹp trên cái đầu ruột, ta định đóng xong rồi ta khâu một mũi đường khâu bắt. Không một đường câu bắt xong thì ta rút cái gầm nghiền ra, ta buộc lại, buộc cái sợi nhĩ này lại. Rút cái gầm nghiền ra, buộc cái sợi nhĩ này lại được như thế này. Sau đó ta tiếp tục để khâu một mũi khâu hình túi xung quanh. Cắt cái sợi nhĩ này và để vùi cái món này vào, cắt sợi dĩ này đi xuống. Như vậy là ta đóng đầu ruột. Bây giờ thì nhắc lại chỉ định của cái đoạn mà cắt bỏ đoạn ruột đó. Cái thứ nhất là vết rách ngang quá to mà không khâu lại được.
nhiều vết thương liền nhau, thầy vừa nói xong tổn thương mạch máu à, động mạch mạc đeo, các loại u ở ruột ở mạch động mạch mạc đeo, do đó các bác sĩ chỉ định phải cắt. Rồi dùng 2-5 kẹp rồi cắt cái động mạch mạc đeo trước, sau đó để nó cắt ruột và nối ruột các cái loại nối tần tật, các em vừa thấy không? Tần tật ưu điểm là gì? Hợp sinh lý, lưu thông tiêu hóa tốt. Thì nhược điểm là gì? Cấu kính của ruột bằng nhau, những thầy vừa nói ruột non với ruột non, ruột già thì tốt hơn. Nối thành bên, nối bên bên thì ví dụ như nối dạ dày ống tràng rồi các con thứ hai mặt bên với nhau. Ưu điểm là cái miệng đạch thì nối của ấy nó to nhỏ tùy ý, cuốn tròn thì các đạch dài ra, mũi nhỏ thì các đạch ít thôi. À, về kỹ thuật đóng đầu ruột kỹ thuật miền Mayo thầy vừa giới thiệu xong. Đây là các cái hình, đây là nối tần tần các em. Bây giờ ta nghỉ dây lao.